Các bạn đến với shophero.vn, nơi bán những mặt hàng về Hero Team, Minecraft, Mini World và Roblox, và còn rất nhiều mặt hàng hấp dẫn khác đang chờ đón các bạn. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đến với shophero.vn để mang cả thế giới đồ chơi vào nhà bạn. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bắn, 1, 2, tay cao, 5, 6, 7, đổi bên. Trời ơi, sáng sớm tập thể dục vui quá mấy bạn ơi. Ủa, Sim ơi, em về tập thể dục đi. Em chán lắm, giờ muốn ngủ thôi. Sao ngủ rồi, dậy sớm tập thể dục nè đó. Cũng con yêu ơi, tập thể dục với con đi cô. Đó, thể dục nè, 1, 2, tay cao, thấy chưa? Trời ơi, cô ngồi dễ thương quá trời luôn nè. Dậy tập thể dục đi. Ngủ hoài là béo như con heo đó. Ôi. À, thôi, không thích đâu. Trời, suốt ngày tập thể dục hoài cháu mà người hầu. Tập thể dục. Ủa? Là vui mà. Sao tập vậy? Tập thể dục biết là vui, nhưng mà mỗi ngày em là tập dục cháu. Lúc nào cũng ở trong cung điểm, là ở trong phòng. Lúc nào cũng có người hầu bưng đồ ăn tới, cũng chả biết làm gì ngoài ăn uống đi xung quanh cái cung điện nè. Chán lắm. Tính ra tụi mình chứ có gì ta, ngủ ăn với ở trong cung điện à. Không biết có gì cho tụi mình làm không ta. Chán vậy sợ luôn à. Bây giờ làm gì ta cho hết chán nhờ. Ủa như có ai vừa bật cửa đúng không? Trời trời. Ôi chập rồi, chập rồi. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa con cái đầu xỉu không kìa. Trời trời gì vậy? Trời chập. Ủa trời. Ôi chập hả? Ôi cái gì vậy trời? Trời ơi, các con là sáng ngủ dậy chứ ta. Trời ơi, đáng yêu quá à. Ờ, con để bà nói cho tụi con nghe. Gì nghe vậy? Đổ dùng, mẹ có nói gì thì cũng không được nghe lời mẹ nghe chứ. Nghe lời mẹ là trời chấp đó, trời chấp đó. Alo, tôi là mẹ chúng nó, tôi muốn cho chúng nó cái tốt nhất của là trên thế giới này. Tại sao lại bảo là tôi hãm hại gì đó, tôi nói cái gì vậy không biết. Mà không có gì quan trọng hết á. Giờ nói chung là bây giờ là khoan, dậy thì phải đánh răng rửa mặt chứ. Hai đứa đánh răng rửa mặt chứ vậy? Dạ rồi. Ủa gì? Vậy nó xạo nha. Rõ ràng em nằm ngủ nha. Trời chưa đánh răng hả mẹ ơi? Chưa đánh răng. Trời mới ngủ dậy. Nó lại không được nói dối thế nha. Rồi bây giờ đi. Thôi, ba nghĩ lại rồi. Trước khi đợi mẹ nói thì ba sẽ nói trước luôn. Gì vậy? Thực ra ngày hôm nay mẹ vào đây để ngăn cản đứa con đi học, mà bà không bị nào chấp nhận được điều đó. Ủa? Đi học hả? Phải đi học. Phải học thì mới là tương lai cho đất nước của chúng ta được. Biết chưa? Đi học đi. Ủa, đi học sao đi học? Ê, ủa gì cây á? Trời ơi, ta nói. Ông phải mê thật sao là bình tĩnh. Bọn trẻ bây giờ mới tuổi ăn tuổi lớn làm gì mà cứ sắc cao như vậy. Bây giờ nói chung là đấy, cặp sách thì cũng đưa rồi, cũng làm cầm rồi. Bây giờ thì tụi con đi học đi. Nhanh lên người. Đi. Ủa gì vậy? Ủa chị đánh răng mà. Nhanh lên. Ủa tao dám sao vậy, đi học rồi. Ủa đi học. Ủa làm sao? Ủa mấy 5 giờ sáng mà. Ủa đang trời tối mà ta. À không, trời sáng rồi, đi học đi. Ủa cái gì? Ủa gì? Bye bye mẹ nha, đi học đi. Bye bye mẹ nha, bye bye. Trời ơi, người hầu đâu đứng. Trời ơi, cái người hầu cưỡi ngựa, còn cô công chúa của tôi thì lại đi bộ được sao ta? Cái gì cái vậy? Sao chị lên đầu em đi. Ba học xong rồi, ba không cần đi nữa. Tụi con tự đi lên ngựa. Ủa cái gì vậy? Đi học xuống đây. Rồi xuống đây. Dốc. Dốc. Nhanh. Trời ơi. Cái gì không biết gì vậy ba? Cái gì tự hủy hả? Thôi vậy mình xuống đi học đi. Tụi con tự đi đi. Ba về đây. Ủa mà trường đâu? Là ông kia ông có bị khùng không vậy? Đưa thì đưa cho chắc. Không đưa hoặc là không. Là hoặc là đưa đi. Có cái kẻ loại đưa một nửa nữa trời. Trời ơi. Lạc đi bà. Không muốn chở mình đi học nè. Ủa mà cô ơi, cho con ít đồ ăn sạch. Bà ác quá. Ôi thiệt tình á. Thôi bây giờ cô hiểu rồi, cho tụi con ít đồ ăn sáng đi. Tại vì không chưa có đồ ăn sáng đi. Chứ không lát mà ba gọi là gì ta, gọi là trời ơi sáng ăn táo vậy. Sáng táo thì không có giết ăn á nè cô. Ồ.
Đây, tôi không muốn hai con của tôi đi học đâu. Nhưng mà để chúng nó lớn lên và ủa, sau này mẹ đâu vậy? Cô giỏi ra. Ủa? Thì đâu phải đi học tiếng mà cô cười vậy. Ghê quá. Thôi đi đi. Thôi dạ, con cảm ơn cô người hầu nha. Cảm ơn cô. Thôi chị ơi, em nghĩ tụi mình đi học hôm nay. Ba mẹ cho mình đi học như kiểu đuổi mới ra khỏi nhà. Giống kiểu đuổi khỏi nhà ghê quá. Ủa, như đây là trường mình đúng không? Tôi tới đây rồi nè. Ủa, tới trường nhanh dữ. Ủa, nhanh vậy? Ủa, từ tới đó cái nhà mình đi ngang qua cái cần gì chở đâu, trường nè. Đúng không? Ôi trời đất ơi, thôi cảm ơn người hầu nha. Cảm ơn cô nha, cảm ơn cô nha. Bye bye cô, bye bye. Bye bye. Sao? Nhà mình có truyền thống ảo thuật quá trời ơi. Cứ chỉ cần đi là cô biến mất à. Quá trời luôn trời. Sao trường học vẫn quen như cái chùa vậy? Thôi trời. Có cái nào du học không? Có cái nào du học không? Ôi, chắc vậy á, đi lên kiểm tra được thôi. Hình như đây là lớp á mọi người. Nè, lớp vậy đúng không? Có nhiều bạn sinh nha kìa. Để xem coi. Trời đất ơi, coi rồi. Ui, chết rồi, mình chỉ học luôn rồi mọi người ơi. Quá trời bạn đi học rồi nè. Tính ra đây là ngày đầu tiên mình đi học luôn á. Mình bị trễ nè, có bị sao không ta? Ai biết kìa, đây là ngày đầu tiên mà tụi mình đi học luôn á. Ui, để xem. Đi vô thử coi. Ui, thầy kìa. Giờ sao đây? Ủa, giờ mình vô học thôi hả? Có ai nói gì đâu. Chắc mình vô học thôi, đi. Chăm lộn. Thầy ơi, có hai bạn kia đi học trời. Ủa cái gì vậy? Ủa là ủa. Ủa gì vậy? Gì vậy? Hả? Ủa tụi đâu là những cái cảnh như thế này là bà hơi cười chứ. Đi học trời hay lên đây thầy giáo mày. Thầy là thầy giáo tốt mà thầy cười thế như thầy kiểu thầy là thầy giáo ác ấy. Giọng tôi vui mà, mấy em vô bên đi mấy em. Vui chứ nè. Em cứ đẩy tôi vào gian thẳng diện ấy nha. Vui. Mấy em lên đây đây. Dạ. Ái cà, công chúa đây mà. Công chúa ta đi học trễ nha. Có kỳ vậy. Trời ơi, công chúa mày đi học trễ ở nhà ngủ con trời đi. Dạ thưa thầy, là do hôm nay là ngày đầu tiên tụi em đi học. Tụi em không biết gì hết luôn á. Tự nhiên bây giờ ba mẹ em quăng cặp sách rồi, hôm nay tụi em đi học luôn nè. Tụi em có biết gì đâu. Trời ơi, công chúa kỳ vậy, tao học được nửa học kỳ rồi. Giờ mới ngày đầu tiên em đi học, kỳ ai. Gì kỳ á? Ủa, gì kỳ á? Nửa học kỳ luôn hả? Ủa, tụi em không biết. Tụi em không biết thầy ơi, thầy thông cảm tụi em nha. Thầy ơi, công chúa mà cái gì cũng không biết. Đúng rồi, công chúa gì cũng không biết hết. Rồi sau này làm sao trị vì đất nước, làm sao an cư lạc nghiệp, làm sao cho thần dân có thể là an lòng ấm no để làm việc được hả? Hả? Dạ, tụi em biết rồi, thầy cho cái gì cháu? May. Ngày hôm nay, các bạn lấy sách vở ra, chúng ta sẽ học bài đầu tiên trong học kỳ 2 và là bài học đầu tiên trong học kỳ 1 của hai cô công chúa chúng ta. Ok. Hả? Không biết gì luôn á. Các bạn hãy lấy giấy sách nào. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 1+1. Ủa? Các anh có nghe thấy gì không? Ủa? Nghe gì thầy? Ủa, nghe gì thầy? Chua ra về rồi. Trời ơi. Nghe trường gì đâu. Thầy ơi, mới buổi sáng tiết buổi sáng mà sao thôi ra chơi vậy thầy? Chưa kịp trả lời luôn mà đã hết tiết rồi thầy, kỳ thầy. Giờ ra chơi của các em nhưng rồi giờ ra về của tôi. Các em nghe thấy chuông chưa? Ủa các em không nghe thấy chuông hả? Chuông nó reo kìa. Ủa nhưng mà tụi em chưa học mà. Ủa mà tôi có nghe thấy tiếng chuông không mọi người? Tôi có nghe gì đâu trời. Reng, đó chuông reo rồi đó. Đi ra chơi đi thầy, đi về. Trời ơi, thầy gì kỳ vậy? Mới học người ta còn chưa học được 1+1 lần mấy mà đã đi rồi. Mình chưa kịp trả lời luôn á. Gì kỳ với người ta, trả 1+1 xong rồi ông ra ông đi luôn á. Trời, chưa kịp trả lời luôn này, mình cũng biết 1+1 nè. Gì kỳ vậy? Thôi kệ, ra chơi đi, ăn sáng đây. Đó, chị có bánh nè, ngon quá. Ui, xin lỗi bạn, mình lấy đầu rồi bạn ơi, quên. Được, đã. Trời ơi, công chúa gì mà vô ý vô tứ. Có mỗi thế sao mà cũng đạp đầu bạn. Trời ơi, người đâu vô ý thức. Bạn mau giao cái bánh đó cho mình, nhanh lên. Ủa, gì kỳ vậy, đấy bánh của mình mà. Bạn không biết mình là ai hả? Mình chính là đại ca trong trường học này. Anh đưa bánh cho mình. Nếu không thôi à, là mình gọi là sao ta? Mình quăng ba lô bạn ra ngoài cửa sổ giờ tin không? Ủa là sao? À, thôi bạn không có đồ ăn hả? Trời ơi, tội ghê luôn á, làm mình tưởng có đồ ăn. Anh nói mình gì hả? Bạn tưởng nhà mình nghèo hả? Bạn nhìn mình đi, bạn thấy mình mặc đồ gì không? Gucci,
quần LV, mũ bra già đó. Mình á là hoàng tử, hoàng tử của nước láng giềng kế bên. Rảnh quá qua đây học cho vui thôi. Nhưng mà mình vô đây mình nắm cầm tay rồi. Bạn mau mau đưa đồ ăn cho mình cho lên. Thấy bạn sau lưng bạn có con gì không? Ủa con quái gì vậy? Quái thú mình á. Quái thú hả? Đi đúng ghê rồi, vậy? Dữ lắm á. Bạn thấy cái mặt nó dữ không? Bạn mà đụng đến mình nó cắn bạn á. Thôi bình tĩnh con, bình tĩnh luôn. Đừng, bình tĩnh, đừng, đừng. Ủa sao? Thấy nó xỉu chưa? Thấy đi, trời ơi, bình tĩnh luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh, trời ơi, thấy không, bạn thấy không? Đó. Sao cái lớp này kỳ vậy trời? Dữ dữ quá, dữ quá, sợ quá, mình sợ quá. Thôi mình cho bạn bánh nè. Cho lưu quá, lưu, lưu, đi, 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 lưu. Nè, cho bánh nè, cho bánh nè, cho bánh nè, đó. Gì kỳ vậy, cái lớp gì kỳ vậy trời? Ngày đầu tiên mà không có bạn chơi buồn quá à. Ủa, hình như là có cái bạn vậy, tóc gì đó trắng trắng là giống mình rồi, mình tới mới làm thân nha. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Bạn tóc trắng ơi. Gì vậy? Mình đây bây giờ đây là lần đầu tiên mình để lớp cho tụi mình làm thân nha. Tụi mình làm quen với bạn được không? Làm thân, làm quen á. Trời ơi, bạn ơi, bạn nhìn lại mình đi, công chúa cái kiểu gì á. Má đâu toàn xám, xám, xịt, xịt. Bình thường nè, công chúa người ta nó phải là trắng tinh như tôi nè. Còn không á, thì cũng phải là gọi là sáng tươi sáng như bạn nữa này nè. Còn bạn á, trời ơi, xám xịt, bạn chắc là bà công chúa xi măng quá à. Ê, nhưng mà bạn ơi, bạn kia thì mình không thèm làm quen đâu. Nhưng mà bạn thì mình làm quen bạn được không? Chào bạn nha. Mình là công chúa Simi, rất vui được làm quen với cậu. Chào cậu nha. Ui, nhìn cậu dễ thương quá à. Không như cái công chúa xi măng kia, trời ơi, nhìn nó xấu ghê, trời ơi. Cậu nói tôi nè. Trông nhìn cậu đây, cậu nhìn này, xanh đó là xanh luôn. Nhìn xanh lanh chanh luôn kìa. Còn nói tôi nữa. Ơi, mình nói bạn nghe à. Màu xanh của mình là màu xanh gì? Màu xanh của mình là màu xanh của sự sang trọng, màu xanh của sự quý phái. Giống như các bạn nữ kia, cái màu xanh của ơi mùa. Màu xanh của cô thấm. Nè, không có che em tôi nha. Che tôi thì được, đừng có che em. Cậu chơi quánh lộn với tớ hả? Vậy cậu muốn cái gì? Quánh lộn hả? Quánh lộn hả? Quánh lộn hả? Quánh mình nè, mình về mát ba mình nè. Ba mình sẽ qua bên đây sang bằng đất nước này luôn á. Trời ơi trời. Không có ai làm chơi với mình hết á. Chán quá. Trời ơi, ba bạn thấy không? Đúng nè, tôi mát ba tôi ra đây mua đứt cái trường này luôn, sắm đầu rồi. Tôi kêu thầy hiệu trưởng phạt hai bạn rồi, hỏi quýnh tôi con gái dám quýnh thắng con trai. Trời ơi, ba ơi, quýnh con kìa. Không biết quánh mà đòi, xôi xôi. Không có ai bạn chơi ơi, bạn ơi, bạn thấy không? Bạn bên kia nhá, đã màu xám thì thôi đi, bây giờ lại còn chơi bạo lực nữa. Trời ơi, con gái con đứa mà đi đánh con trai, bạn đừng gọi kết bạn với người đấy nha. Ôi. Thôi không có gì đâu. Hai bạn cứ chơi đi, mình ra rồi, mình đi mình ra chơi tí nha. Thôi bây giờ bạn đi chơi với mình nè. Đi chơi với bạn màu xám đi chơi với mình. Bye bye. Trời ơi, ngày đầu tiên đi học chả ai thèm chơi với mình hết á. Chán quá à. Chắc đang ngồi này chơi với mình quá à. Ngày đầu tiên đi học không có ai chơi với mình hết á, buồn quá à. Đành ăn sáng đây chứ sao giờ. Ngầm. Ê, bà, chứ thấy bà em đang chặn với cái con nhỏ xám xám vậy hả? Nhỉ? Sao mà tôi kết bạn với nhỏ xám xám trời, cái con nhỏ xấu xí đấy mà lại cọc tính này. Này công chúa gì mà cọc tính này, thô lỗ này, lại còn xấu xí này. Trời ơi, nhìn cái màu đã thấy không ngờ lấy đâu mà kết bạn bà. Trời ơi, không hiểu sao công chúa người ta phải xinh đẹp các kiểu, sao bà kia nhìn vậy mà cũng là công chúa ha. Kỳ dễ sợ. Đúng rồi nè, cái bà màu xanh dương kia, bà Simi á, thì nhìn còn đỡ, còn xinh đẹp. Còn bà kia thì ôi, thôi xấu hổ à. Ê, hay là bây giờ tụi mình đi treo cái tập cái nỏ đấy đi. À trời ơi, phải cho bà biết á, thế nào là lễ độ này. Rồi chưa kể phải biết thế nào là làm thế nào để làm mà làm công chúa đúng không? Đó, mà Ok, lần này con nhỏ kia quên cái lớp này luôn. Đúng rồi, ai mà phải tụi là lơ tụi mình cơ. Đó, trời ơi, công chúa mà chẳng trẻ, chẳng chẳng với tụi tôi à, không có đâu. Nhỏ công chúa kìa, nhỏ công chúa kìa. Ê, rồi nhỏ đấy đây rồi. Ê, bây giờ mình làm gì ta? Trời ơi, để tôi. À, chào bạn công chúa nha. Ủa, chào bạn. Ủa,
Ủa, hai bạn. Ủa, bạn tóc trắng. Bạn tóc trắng ê, nói tóc cẩn thận nha, tóc tôi là tóc bạch kim, ok, bảo tôi tóc trắng nha. Ý là bạn là Mình tấn trời ơi đúng. Nói chung là hôm nay là tụi tôi gọi là muốn xin lỗi bà. Hồi nãy là bạn của tôi hơi lớn tiếng với bà, có gì cho tụi tôi xin lỗi nha. Trời ơi, cái bà này thực tình đó, người ta mới chuyển vô lớp mà bà không biết gọi là tôn trọng người bạn mới của mình hết trơn á. Trời đất ơi. Bạn ơi cho tôi xin lỗi nha, lúc nãy tôi còn nói hơi quá, xin lỗi bạn nha. À không sao không sao, mấy bạn làm thân với mình thích lắm rồi, tại vì mình chưa có bạn ấy. Cảm ơn mấy bạn nha. Ôi mình không thích bạn đó hả? Trời ơi. Trời ơi đúng là nếu vậy cô đơn lắm á. Không sao, bây giờ mình với bạn thân của mình nhất sẽ kết bạn với bạn. Bạn có chịu làm bạn với tụi mình không? Thích quá. Làm liền. Trời ơi mình chưa có bạn nào ngoài đời hết. Cảm ơn hai bạn nha. Ôi vậy là mình đã có hai người bạn rồi. Thích quá. Trời ơi. Ok thế thì tụi mình đi vào trong, tụi mình đi ăn trưa nha. Đến nửa trưa này tớ cũng đói bụng quá. Chưa để tôi. Đúng rồi, tớ nghe bảo bây giờ cũng mà tiết ra chơi nè. Tớ nghe bảo là cái chỗ này có cái gì ta, hoa đẹp lắm, cậu muốn hái hoa với tụi tớ không? Ủa hái hoa hả? À, nhà mình trồng nhiều hoa là mình thích hoa lắm luôn á. Đúng rồi, chỗ này á tớ nghe bảo nhiều hoa với nhiều bé thỏ dễ thương lắm, cậu có muốn đi với tụi tớ không? Đi mình thích lắm. Đi ủa chỗ này chỗ nào ấy bạn? Đây ủa chỗ rừng nè. Tôi giới thiệu với bạn nha, đây là bông hoa hiếm nhất trong cái rừng này, bạn thấy không, nó lấp lánh lấp hoa luôn á. Ui đẹp quá vậy, ui đẹp quá à. Ui lấp lánh kìa. Bông hoa này thật sự mình với bạn thân mình rất là cần nó, nhưng mà bây giờ tụi mình không biết bơi á nên tụi mình sợ nước lắm. Bạn có biết bơi không? Mình nè, mình biết bơi, mình cũng gọi là biết lặn luôn nè. Ủa sao vậy? Thế thì tụi mình là bạn thân của nhau, tụi mình phải giúp nhau đúng không? Tụi mình á muốn có cái bông hoa đấy nhưng tụi mình không biết bơi. Còn bạn thì biết bơi thì bạn giúp tụi mình qua để hái bông hoa đấy đi. Không sao, tụi mình là bạn mà đúng không? Mình sẽ giúp mấy bạn. Rồi mấy bạn đợi mình tí nha. Mình sẽ dành chỗ này, mình hái bông hoa cho mấy bạn nha. Cố lên nha. 1, 2, 3. Trời ơi, chuyện nhỏ. Bông hoa đẹp quá à. Con lấp lánh đây nè. Đây là mình hái mấy bạn nha. Có hoa này nè, ui tết quá à. Đây mình đã có hoa mấy bạn. Mấy bạn ơi. Ủa mấy bạn ơi bạn đâu rồi? Có gì kỳ ta, mình rõ ràng mà thấy mấy bạn ấy đâu đây mà. Ủa bạn ơi, mình còn chưa về nhà nữa mà. Ủa đây chỗ nào vậy mấy bạn ơi? Trời ơi trời, tối mất tiêu mấy bạn ơi, giờ không biết đường về giờ sao đây. Mấy bạn ơi, bạn đâu rồi, mấy bạn thả bên chỗ này vậy? Mấy bạn ơi sợ quá. Anh chị em ơi, đằng kia có con người. Sói kìa. Trời ơi chết rồi, mấy con sói này mà biết bơi là chết luôn á. Mày mình đứng đây chắc không sao đâu nhờ. Ui. Anh chị em. Ôi, không biết bơi. Ui ghê vậy. Ủa biết bơi hả? Biết bơi đẹp quá. Trời ơi, nói tao biết bơi. Ui ghê quá. Ui sói nhiều quá. Trời ơi, cứu tôi, có ai cứu tôi không? Mấy con sói này. Rùi mũi ra thì tôi nghe thấy bạn lạ lạng đây nè, thì tôi thấy bạn bị mấy con sói bao vây. Bạn có sao không?
Mình hả? Mình không sao. Ủa mà, ủa mình nhớ là bạn có, ủa bạn có chơi mình hả? Mình tưởng là bạn ghét mình lắm chứ. Có gì kỳ vậy? Ở, chúng ta là học chung với nhau một lớp mà. Mặc dù là mình đâu thích bạn đâu, mình ghét bạn lắm, mình ghét thiệt không á. Tại vì bạn quýnh mình, bạn quýnh thắng mình rồi, mình nhục quá, mình ghét bạn rồi. Nhưng mà ba mình đã nói với mình rồi, là thằng con trai phải biết bảo vệ con gái. Vậy hả? Đúng vậy. Vậy mà hôm nay mình chỉ muốn hái hoa tặng mấy bạn mình thôi, nhưng mà mình tới đây mấy bạn mình bỏ về hết luôn á, buồn quá. Thôi mình nói bạn nghe à, bạn tuy không nghe lời hai cái bạn đó, chi hai cái bạn đó là hai cái bạn xấu tính nhất trường học mình luôn á, lúc nào cũng thích gọi là người ta, lúc nào cũng thích gọi là trêu chọc người khác hết, cho nên là đừng có chơi chung với hai người đó. Ủa thật hả? Vậy mình đúng tưởng rồi. Hai bạn ghét bạn với mình. Ủa không phải trời hả? Bạn à, bạn ngây thơ quá, bởi vậy em nói bạn ngây thơ quá cho nên là bị ăn hiếp phải không? Thôi rồi, bây giờ mình nghĩ là giờ trong trường này chỉ có duy nhất một mình là vừa tốt bụng mà vừa đẹp trai nữa. Mình nghĩ là chỉ có thể chơi chung với mình được thôi, không chơi chung ai được đâu, tại bạn hiền quá mà. Ủa thật hả? Ủa vậy bạn có chuyện làm bạn với mình không? Không. Mình giỡn á, bạn thấy mình vui tính không? Mình giỡn á, bạn thấy mình vui không? Công nhận là bạn vừa vui tính mà còn vô duyên nữa. Ủa vậy kệ, mình nói chị không vui hả? Không vui thì thôi. Thôi nhưng mà chung là giờ tối rồi, thôi về nhà đi. Thôi là bị chó sói ăn thịt nữa giờ. Hồi nãy may mà bọn nó sợ mình, thôi là bị bạn bị ăn thịt rồi đó. Thôi nói chung là cảm ơn bạn nhiều nha. Đây thôi bây giờ mình hái hoa này tặng bạn nè. Mình định đưa cho hai bạn kia nhưng hai bạn kia lừa mình buồn quá. Ủa? Mình có hái là con gái đâu, bạn tặng hoa mình làm gì? Có nhưng là đây là một món quà đầu tiên cho người bạn đầu tiên của mình. Được không? Bạn là người bạn đầu tiên của mình á. Nghe có vẻ rồi à, cũng được á, cũng hợp lý á. Thôi được rồi, nể tình bạn, dù gì thì nhìn bạn cũng xinh, cho nên là mình cũng quyết định là làm bạn với bạn. Chứ không thôi à, gặp bạn với mình là phải cỡ hoa hậu mình mới kết bạn. Trời ơi, tào lao với lao quá à. Thôi mình về nha, bye bye nha. Thôi tạm biệt bạn nha. Ủa mà khoan, nhảy xuống dưới ước tự giờ để mình. Ôi, cảm ơn bạn nhiều nha, cảm ơn bạn thúc bụng quá à. Wow. Thôi mình ra là biết cơ mà. Rồi đây xong rồi bắt cầu cho mình luôn nè. Trời ơi bạn này đáng yêu. Ôi, thật sự với bạn ơi, hết bài lóc rồi, thôi bạn nhảy cái mình bế nè. Thôi mình đi được mà, cần gì bạn bế. Trời ơi mệt quá à. Thôi ê, đây mình bế mệt quá à. Thôi bye bye bạn nha, cảm ơn bạn nhiều nha. Ủa mà đường về đâu giờ, chị mình bế mình không biết đường về. Đường dài hả? Trời đường dài. Thôi bạn cứ đi theo mình dẫn đường cho. Đây rồi đường về được nè. Ủa mua đây về rồi nè đúng không? Đúng. Ủa, rồi cần chưa? Ôi vậy mà mình tưởng xa lắm chứ. Ôi đúng rồi, sợ quá à. Thôi mình về nha, bye bạn nha. Mai gặp lại. Khoan từ. Đi đường nước không ướt đồ. Giờ để mình bắt cầu cho đi qua. Ủa sao bạn qua đó được hay vậy? Cái này có đường đi mà. Ừ ha. Sao mình không để ý ra. Thôi anh về nha, bye bye bạn nha. Ok tạm biệt bạn, mình tiếp tục đi săn rùi mũi tiếp đây. Mình đi săn với bạn nó về gọi là nấu món mũi xào sợ ớt ăn. Trời cái người bạn đầu tiên của mình khùng khùng ấy sao bạn ơi, mắc cười quá bạn. Nhưng mà không sao, mình nghĩ cậu ấy là một người rất là tốt luôn vì đã giải cứu mình. Cuối cùng mình có một người bạn gọi là dễ tốt với cậu ấy luôn. Tuy cậu ấy hơi khùng khùng điên điên thôi nhưng mà cậu ấy rất là dễ thương đúng không? Thôi mình sẽ về nhà nha mọi người, bye bye mọi người. Trời ơi trời, giờ về nhà này không biết đường về nhà đâu, là khổ ghê luôn à. Hôm nay sao nhiều sóng gió gì trời.